Chào nhau. Chúng ta tiếp tục series bài giảng ôn tập kiến thức. Sau hai buổi trước chúng ta đã ôn tập lại kiến thức về hàm bậc nhất và hàm bậc hai. Hôm nay chúng ta tiếp tục xét phần chuyên đề số 3. Đã. Thì kiến thức này nằm trong chương cuối cùng của lớp 11. Nó rất cần thiết cho lớp 12. Trên đại học số 1 sử dụng đến ứng dụng của đạo hàm. Chúng ta xét cái bài đầu tiên, định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. Mục thứ nhất là đạo hàm tổng điểm. Trước hết chúng ta sẽ làm quen với bài tập lịch sử, tại sao lại dẫn tới khái niệm đạo hàm. Bắt đầu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga nào đó thì quãng đường s đơn vị là mét đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t đơn vị là phút. Ở những phút đầu tiên hàm số đó được cho là s bằng t bình phương. Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian t không, t đến t0 với t0 bằng 3 và t bằng 2, t bằng 2,5, t bằng 2,9, t bằng 2,99. Từ đó nhận xét kết quả thu được khi t càng gần t0. Tính vận tốc trung bình. Thế thì có bạn thay t và t0 và tính xong rồi tính vận tốc trung bình. Các bạn tính như này. Bạn thì lại giảm nước. Tốc trung bình. Tốc trung bình thì chúng ta tính bởi công thức VTB S tại thời điểm 2 trừ S tại thời điểm 1 chia cho T tại thời điểm 2 trừ T tại điểm 1. Có thể ngược lại. Thế thì ở đây chúng ta có được là S tại thời điểm T nhé, trừ S tại thời điểm T0 chia cho t chia t không, như vậy nó bằng t bình phương chia t không bình chia t chia t không sửa hàng lượng thức đáng nhớ giảm nước đi bằng t cộng t không, đúng chưa nào? Từ đấy chúng ta sẽ có trung bình. Nếu như t không bằng 2, nếu t bằng 2 thì thay vào thì bằng 2 cộng 3 t, thì t không bằng 3 bằng 5, 2,5 thì sẽ là bao nhiêu? 5,5, 2,9, 5,9, 2,99, 5,99. Thì chúng ta thấy các cái con số này nó tiến càng ngày càng sát, tiến càng ngày càng sát con số 6 quá. Đây là 6. Tức là khi mà cái t này càng dần tới thì không tới thì nên nó dẫn tới 6. Thì đấy là ra vấn đề như này. Một chất điểm M chuyển động trên trục S' OS quãng đường S
của chuyển động là một hàm số của thời gian t, cụ thể là s bằng st. Hãy tìm một đại lượng đặc trưng trong độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm t. Chúng ta xét như này: trong khoảng thời gian từ t0 cho đến t thì chất điểm đi được quãng đường là s trừ s0 bằng st trừ st0. Coi như là t nhỏ hơn t0, t0 nhỏ hơn t. Nếu chất điểm chuyển động đều thì tỷ số này nó sẽ là hằng số. Với mọi t, mà đó chính là vận tốc của chuyển động tại thời điểm, tại mọi thời điểm. Và nếu chuyển động không phải chuyển động đều thì chúng ta có cái là vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian trị tuyệt đối của t trừ t0. Ngoài ra khi t càng gần t0, tức là chỉ là càng nhỏ, thì cái vận tốc trung bình càng thể hiện chính xác mức độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm. Tức là cái tỷ số mà càng lớn thì nó càng nhanh, nhỏ càng chậm. Từ đấy chúng ta dẫn tới một định nghĩa là giới hạn nếu có cái tỷ số, vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t0. Như vậy vận tốc tức thời thời điểm t0 nào. Tương tự như vậy thì điện lượng quy truyền trong dây dẫn là một hàm số của thời gian y bằng quy t, cường độ dòng điện trong khoảng trung bình trong khoảng thời gian trị tuyệt đối của t trừ t0 y bằng quy t trừ quy t0 chia t. Nếu chỉ số của t trừ t0 càng nhỏ thì mức độ trung bình càng thể hiện chính xác mức độ dòng điện. Và giới hạn nếu có của cái tỷ số thì được gọi là cường độ tức thời của dòng điện tại thời điểm t0. Trong vật lý hóa học và vân vân có nhiều bài toán dẫn tới việc đưa giới hạn dạng lim của f(x) trừ f(x0) chỉ số x trừ không x dần tới không, sau đó y bằng f(x) là số đó cho. Giới hạn trên dẫn tới một khái niệm quan trọng trong toán học, đó chính là khái niệm vậy thì đạo hàm là gì. Chúng ta sang phần thứ hai, định nghĩa đạo hàm tại một điểm. Cho hàm số y bằng f(x) xác định trên khoảng AB, x0 phải thuộc khoảng AB nếu tồn tại giới hạn hữu hạn, trong đó cái trừ được mất delta x bằng x trừ x0, delta y bằng f x trừ f0. Giới hạn này gọi là đạo hàm của một điểm x bằng x0, ký hiệu là f(x0). Như vậy chúng ta có cái tỷ hiệu số delta trừ đi x bằng x trừ x0 được gọi là số gia của đối số tại x0, gia là gia tăng gia giảm. Tương tự như vậy delta y bằng fx trừ fx0 được gọi là số gia tương ứng của hàm số, số gia của hàm số. Như vậy cái này đạo hàm là tỷ giới hạn của tỷ số số gia hàm số trên số gia đối số khi số gia đối số dành gần tới không. Cách tính đạo hàm theo định nghĩa là đây là giải toán rất phức tạp. Đấy, trong ví dụ chúng ta sẽ xét một số cái bài tỷ giới hạn đơn giản, rất phức tạp nó sẽ tính rất là rồi. Cho hàm số y bằng fx tại điểm x0. Bước thứ nhất là giả sử đến delta x là số gia của đối số tại x0, đó là tính số gia của đối số hàm số. Sau đó lập tỷ số. Bước thứ ba là đi tìm giới hạn. Đây là quy tắc tính đạo hàm tại điểm. Chúng ta sẽ bước tiếp theo là mối liên hệ giữa sự tồn tại đạo hàm tại một điểm và tính liên tục của điểm đó. Nếu hàm số y bằng fx có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó. Đây là mệnh đề kéo theo p kéo theo q. Hàm số có đạo hàm thì nó liên tục. Thì trong môn logic chúng ta đã làm quen, là học nâng cao toán lớp 10, thì p kéo theo q thì tương đương với mệnh đề phản đảo là không q kéo theo không p. Tức là nếu hàm số fx không liên tục của định của quy
tại vì sẽ không thì nó không đúng với đạo hàm của điều đó. Như vậy có thể thấy được là cái khái niệm đạo hàm tại một điểm và tính liên tục tại một điểm đó không không đồng nhất nhau. Liệu của đạo hàm thì ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa về mặt hình học. Nếu học suy bằng cái xác định cho khoảng AB có đạo hàm tại điểm x không thuộc khoảng AB, f phẩy x là hệ số góc của tiếp tuyến của đồng thể y bằng fx tại cái điểm mà x không y x không, và phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm m tọa độ f x0 x0 f x0 nghĩa là y trừ f x0 bằng f phẩy x không x trừ là rất quen thuộc. Sau này chúng ta sẽ tách cái chuyên đề riêng đó là liên quan bài toán tiếp tuyến của đồ thị, tách hẳn một chuyên đề riêng tiếp tuyến đồ thị làm số. Như thế là chúng ta sẽ thấy trong cái phần này không có ví dụ nào về tiếp tuyến mà chúng ta nói trước, và cái phần này nếu có thể làm ra một video clip không giáo và giải trên lớp các em chú ý nghe giải. Thứ hai là ý nghĩa vật lý, giả sử chuyển động thẳng có phương trình là f bằng ft, ft xác định cho khoảng AB và có đạo hàm tại điểm t0 của khoảng AB, vận tốc tức thời của chuyển động thẳng xác định với phương trình này tại thời điểm t0 chính là vt0 bằng đạo hàm. Như vậy là vận tốc tức thời chính là đạo hàm của mỗi đoạn. Đây là cách nhớ nhanh. Điện lượng Q bằng Qt xác định trong khoảng AB có đạo hàm tại điểm t0 thuộc AB. Cường độ tức thời của điện lượng tại điểm t0 chính là đạo hàm của điện lượng. Như vậy là cường độ tức thời của điện lượng chính là đạo hàm. Cường độ tức thời chính là đạo hàm của điện lượng. Trong kinh tế chúng ta cũng có ý nghĩa kinh tế. Cho hàm chi phí sản xuất C bằng FQ có đạo hàm bậc nhất. Q là cái gì trong bài 1 chúng ta đã quen rồi nhé. C là nguyên tắc các chi phí sản xuất. Còn Q sản lượng, sản lượng. Rồi ví dụ như chúng ta sản xuất ra một cái quả chẳng hạn, chúng ta đang một cái quả hết 200 đồng, đúng rồi, thế thì chúng ta đang hai quả chúng ta sẽ hết bao nhiêu? 400 đồng. Đây nó cũng như thế, để đâu chưa đạt đấy là chi phí sản xuất có đạo hàm bậc nhất. Khi đó hàm chi phí cận biên chính là đạo hàm của chi phí sản xuất, tức là MC bằng C phẩy F phẩy Q. Cái này chúng ta sẽ học kỹ hơn trong chương trình nâng cao nhé. Đây là bước qua chúng ta thấy được ứng dụng không chỉ trong chương trình toán học thông thôi, ứng dụng trong kinh tế. Mục tiếp theo là đạo hàm trên một khoảng. Đạo hàm trên một khoảng định nghĩa như thế nào? Hàm số y bằng fx gọi là có đạo hàm trên khoảng AB nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm x trong khoảng. Khi đó ta gọi hàm số f phẩy đi từ khoảng AB đến R biến x thành f phẩy là đạo hàm của hàm số y bằng fx trên khoảng AB, hay là y phẩy hay là f phẩy. Như vậy đạo hàm của hàm số lại là một hàm được ký hiệu như trên bảng. Ví dụ hàm số y bằng x sin mũ 3 có đạo hàm y phẩy là bằng 3 x sin bình trên khoảng âm của cực dương cực chính trên R, hay hàm số y bằng 1 trên x có đạo hàm y phẩy bằng trừ của 1 trên x bình trên các khoảng âm của cực không và không dương cực. Thì tính đạo hàm là chúng ta sẽ tính theo định nghĩa để chúng ta sẽ ra kết quả. Ở đây thầy giáo sử dụng kết quả luôn. Đạo hàm một bên. Cái này trong chương trình lớp 11 nó nằm trong bài đọc thêm, nhưng chúng ta lại sử dụng đến rất nhiều, cho nên nó đưa luôn vào trong bài này. Đạo hàm một bên. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB x0 thuộc khoảng AB nếu tồn tại giới hạn hữu hạn bên phải, tức là lim của fx trừ fx0 trên x trừ 0 x dần tới x0 cộng, là x dần tới x0 nhưng luôn ở mức 0, thì
thì giới hạn này được gọi là đạo hàng bên phải của hàng số tại điểm x bằng x 0 ký hiệu f phẩy x 0 cộng hay là y phẩy x 0 cộng. Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn bên trái thì giới hạn này được gọi là đạo hàng bên trái của hàng số tại điểm x bằng x 0 ký hiệu. Các đạo hàm bên phải và bên trái nó chung thì được gọi là đạo hàm một bên. Đạo hàm một bên nó sử dụng chính cái giới hạn một bên trong hàm số liên tục. Hàm liên tục khi nào có điều kiện nó sẽ nhắc lại. Làm CD bài giảng những cái cốt yếu nhất mà chúng ta sử dụng. Mối liên hệ giữa sự đạo hàm và đạo hàm một bên tại điểm hàm số y bằng fx có đạo hàm tại điểm x 0 khi và chỉ khi nó có đạo hàm trái, đạo hàm phải tại điểm đó mà chúng bằng nhau thì đó là có. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái mệnh đề tương đương. Như vậy nó không có đạo hàm khi nào, nó không có đạo hàm khi và chỉ khi, hoặc là không tồn tại đạo hàm trái, hoặc không tồn tại đạo hàm phải. Nếu tồn tại chúng lại không bằng nhau thì nó sẽ không có đạo hàm tại điểm x 0. À, ví dụ chứng minh là hàm số f(x) bằng trừ của đối với x liên tục tại điểm x 0, không có đạo hàm trái, đạo phải tại x 0, nhưng không có đạo hàm. Chúng ta sẽ xem cái bài liên tục chúng ta làm từ hồi lớp 11. Muốn chứng minh nó liên tục tại x bằng x 0 thì chúng ta sẽ tìm lim của f(x) x sở tại 0. X dần đến 0 thì trị đối với x dần đến 0. Nó có hàng số liên tục tại x này. Tiếp tục muốn tìm được đạo hàm trái thì đạo hàm phải. Thì chúng ta phải tìm đạo hàm phải là lim của fx trừ fx 0 tức là fx trừ fx 0 trên x trừ 0 x dần đến 0 cộng. Này, x 0 đây bằng 0 nhé. Khi x dần đến 0 cộng thì trị đối với x bằng x trên giải nước đi. Như vậy cái tỷ số là bằng 1. Lim của 1 thì bằng 1. Như vậy là có đạo hàm phải tại x 0 bằng 0 và bằng 1. Tương tự như vậy chúng ta tìm ra giữa đạo hàm trái là tồn tại và nó bằng chỉ 1. Nhưng rõ ràng là đạo hàm trái và đạo hàm phải tồn tại nhưng nó khác nhau. Cho nên hàm số này không có đạo hàm tại x 0. Nhưng đạo hàm trên một đoạn hàm số y bằng fx được gọi là có đạo hàm trên đoạn AB nếu nó thỏa mãn được ba điều kiện sau. Một, có đạo hàm trên đoạn AB, để viết như này thì nó lớn hơn. Đây, nhớ viết đây. Năm lớp 10 chúng ta có được là x mà thuộc vào cái đoạn từ A đến B. Thì điều này có nghĩa rằng là x lớn hơn bằng A nhỏ bằng B. X lớn bằng A nằm bên nào của A? Bên phải qua đúng không? X bên phải qua tức là A cộng đấy. X như nào với B? Nhỏ hơn bằng B, tức là bên gì của B? Trái của B. B trừ. Đấy là lý do chúng ta có đạo hàm phải. Có đạo hàm phải x bằng A. Có đạo hàm bên trái x bằng B. Tiếp theo là bài tập áp dụng. Dùng định nghĩa tính đạo hàm để tính đạo hàm của các hàm số sau tại các miền chỉ là đây là chúng ta phải làm theo 3 bước. Trước nếu các em thấy khó khăn em có thể sử dụng và sẽ cho khoa xem ví dụ sẽ cho khoa để chúng ta tìm. Cái bài thứ ba là tương tự như ví dụ đây đúng không?
tiết tuyến này, phương thức tiết tuyến áp dụng là bài số 5 ứng dụng cho vật lý tính vận tốc trung bình và vận tốc thực thời. Theo thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta đã làm xét chuyên đề 3 về đạo hàm, trong đó xét bài đầu tiên là định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm do lý thuyết. Còn giờ bài tập thì nó sẽ xét trực tiếp ở trên lớp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Xin chào các em.